បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាពេលនេះលោកគ្រូសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីមេរៀន Computer Network ណាថ្ងៃនេះយើង start អំពីមេរៀនទី1 Introduction to Computer Network ណា Introduction to Computer Network មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមរំលឹកឡើងវិញខ្លះៗអំពី Data Communication and Computer Network យើងដឹងហើយថា data communication គឺជាការបញ្ជូនទិន្នន័យជាលក្ខណៈ digital bit stream ពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតបើយើងបញ្ជូនជាលក្ខណៈ digital ពី device មួយទៅកាន់ device មួយទៀតហើយទិន្នន័យទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាសំឡេងអាចជា text អាចជារូបភាពអីជាដើមណាយើងធ្លាប់បានដឹងហើយកាលពីមេរៀន data communication បាទគេត្រូវការប្រព័ន្ធ communication នេះព្រោះវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិងស្រាវជ្រាវមេរៀននិងអាចធ្វើការកំសាន្តអីផ្សេងផ្សេងណាប៉ះសិនបើគ្មាន communication យើងក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាបានបើគ្មាន communication បើគ្មាន network អ្នកទាំងអស់នេះក៏អាចមើលវីដេអូនៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងដោយសារមាន computer network និង communication នេះហើយទើបយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទោះយើងនៅទីណាក៏ដោយបាទ What is a computer network បាទ computer network គឺជាបណ្ដុំនៃ computer បាទបណ្ដុំនៃ computer ជាច្រើនដែលភ្ជាប់បញ្ចូលគ្នាហើយ computer ទាំងអស់នោះធ្វើការ share resource ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក share file ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាលក្ខណៈ electromagnetic បាទជាលក្ខណៈ electromagnetic ដែលយើងហៅថាទិន្នន័យនោះដែល share ទៅវិញគ្នាទៅវិញទៅមកណាតាមរយៈ communicationគេថាកុំព្យូទ័រទាំងអស់នោះដែលភ្ជាប់ជាបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ network ហើយអាចភ្ជាប់ជាលក្ខណៈខ្សែអាចភ្ជាប់ជាលក្ខណៈខ្សែទូរស័ព្ទខ្សែនេះគឺសំដៅទៅលើខ្សែ network ខ្សែទូរស័ព្ទ radio wave satellite ឬក៏ microwave ណាឬក៏ខ្សែ fiber optic អីជាដើមអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រ networkគឺជាបណ្ដុំនៃកុំព្យូទ័រដែល link បញ្ចូលគ្នាដោយប្រើប្រាស់ device ដោយប្រើប្រាស់ transmission media ទាំងអស់នេះឯងបាទអាហ្នឹងគេហៅថាកុំព្យូទ័រ network ដែលជានិយមន័យរបស់វាបាទបន្តមកទៀតយើងមើល network មាន2 model សំខាន់ទី1គឺ peer to peer network ទី2 client server basedpeer to peer network គឺជា network មួយដែលគ្មានម៉ាស៊ីន server នៅក្នុង network នឹងទេពីព្រោះគ្រប់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្រប់ computer ទាំងអស់មានសិទ្ធស្មើគ្នាក្នុងហើយគេហៅថា peer network peer to peer network ចំណែកឯ client server based network គឺជា network មួយដែលមានម៉ាស៊ីន server នៅក្នុងហ្នឹងបាទមានម៉ាស៊ីន server នៅក្នុងហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីន server នោះគឺធ្វើការគ្រប់គ្រង computer network computer ទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ network មកជាមួយនឹង server ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេហៅថា client server network ណា client server network LAN model local area network model មាន2ប្រភេទសំខាន់បាទអូខេតើ data សូត្រតើ telecommunication network គឺជាអ្វីពីព្រោះមេរៀននេះយើងនឹងរៀន computer network ហើយមិនមែនរៀនតែ local area network ទេគឺយើងរៀន telecommunication network ដែរគឺរៀនអំពី network ធំទូលាយជាង local area network អញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលថាតើ telecommunication network នេះគឺជាអ្វី telecommunicationគឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរវាងឧបករណ៍មួយដូចជា router ណាជាពិសេសគឺ router តែម្ដងនិងឧបករណ៍មួយទៀតរវាង network មួយនិង network មួយទៀតបានន័យថាជាពីរបណ្ដុំ network មួយ
link tới căn network mùi xây tiết đã nơi tì tăng khó khăn này đấy, đã mình rình dạy chung ngay chung ngay chung ngay để tiết nó rưu cơ dương ách hai telecommunication nâng ách hai thạch chia wide area network band cần là miền network link mình cho khăn này rồi dạy chung ngay chung ngay chung ngay nói cái hai thái wide area network rưu cơ telecom của bán này hai thật sâu cắt đấy, cái thứ ca bảo bọn telecom này sống rắp thư ca mà mua chấm nuôn đôi chì ạ share information ở kênh tư vinh tâm màu share rụp hiếp ở kênh tư vinh tâm màu đôi dương upload rụp hiếp nó lâu Facebook dương send email ở kênh tư vinh tâm màu nét share file ở kênh tư vinh tâm màu nít cứ đã xá miễn phổ bán telecom bà sân chìa kê mần trời ca chạy đồng lệch bị kênh tư vinh tâm màu tế kê mần trăm mạch trời ca phổ bán telecom nữa thế mỗi tiết cái ai trong miền tầm nhạc tầm non bị chậm ngay tuộc cái nơi tì nè cả đói ai tha dân là sọc mai cái nơi sọc ẩm rích ấy chăng tư chẳng cái ai tầm nhạc tầm non chủ mũi khnhiệp ban voice call video call chủ mũi khnhiệp ban tuộc nơi tì nè cả đói nơi lơ pan đây nè bà cũng tha loi nơi lơ pan đây xong vậy thành lơ space có cái ai communicate chủ mũi khnhiệp ban bình chia bị chậm ngay mình thà remote from distance dương ai bình chia bị chậm ngay mình thà dương ai remote computer là bao dương bị chậm ngay dương ai remote server là bao dương bị chậm ngay dương ai remote router là bao dương bị chậm ngay nè nên mình trong mạch dương thua đồng nào tới office dương ai remote opaco dương là không office ban dương mình trong mạch thua đồng nào mà bắt tay dương ánh mưa camera và tập hiệp bị chậm ngay mà nó bị chạy dương ban và nè cái tờ ca propon telecom cứ pra đam bay pra sản phẩm ca nghĩa tập on thì ai và nâng miên ca nghiệp xem xét tiền và bật toa mất tiền cô bấm non robot communication system câu bấm non là bọc communication system bẩn chun tên là này pi cần lại môi từ căn cần lại môi tiếng nữa ở thứ mẹ đo cô đài hai ở ban căn từ trơn căn từ lò ban này thứ mẹ đo cô đài ban căn từ trơn giống như này thà bây giờ tập hiệp ban cổ bộ sen tới ban trơn cần lại rứ môi dương anh vậy thà câu bấm non là bọc communication system kiểu bằng cát máu cứ prá đầm bấy ao dương bình chun tần lấy pi cả lại mũi từ căn cả lại mũi thứ mấy ban tần lấy thông thông và ban tần lấy thông thông bởi sân này dương download ai cả sai ban thông thông hay lươn tiền và sau đó khán nào đó viết cái chữ bit per second rồi có dương hai per call bởi sân bởi này dương pi telephone nè tần lấy tầng on luôn mà chỉ bảo phải sầm lên video rồi có file xem nè để send trên pi computer là bởi dương nó được có download pi server nào mới nơi khả năng internet và pi internet mail cái lại note này tham bình chún tên ở đây ở ban căn để lươn căn để lõ nâng pra rồi dạ bê khai bằng phốt căn để bật xa căn để bật xa ok bật toa mơ tiến information superhighway có này gì ông bí network đây sẽ cái information superhighway cứ dùng lại từ lời propaganda transmission media propaganda xe để ai support ao dương bình chun tần này bàn lập bươn lươn này lập bươn lươn này lập bươn lươn phía bây đôi chi xe phai bộ optic chỉ ưu thịa hòa sạp buộc xe phai bộ optic búp lượng này và sai phải bỏ tịch mũi tiền information superhighway này kể bằng cách việc lãng cứ không có bằng nón đã ở ai thương mất đặc chung tên này chưa bộ phép digital lại bán cháu nên cần thông đem đoàn mà nên cứ information superhighway này mũi tiền dương ai thì dây bàn tha vì chỉ play xong rạp đặc chung đề tá bị cử lại mũi tự căn cử lại mũi đại miên là bươn lươn mà là bươn lươn cứ high speed rồi có bandwidth bạn dây bị bandwidth nó cứ dường ai dây hoàn là chỉ speed band mà chỉ speed band
tại mình men tiếng strong đây trong trong ví dụ là về cái đó thì ta bandwidth nâng speed nó bị khó khăn như bài mạch bà ví dụ là về cái đó. Ok, bắt đầu mất tiền. Telecommunications network. Dùng để bị telecommunication network ở ban chán mà khi trong thời gian ta telecommunication network này vì cứ chỉ bảo quan network mũi để prao sản phẩm bình chun signal bình chun tên là này ai khnhiệt tụ vinh tụ máu cứ đóng bay phơ ca tầm nhẹ tầm nón khnhiệt đấy đóng bay tầm nhẹ tầm nón khnhiệt bình chun information ai khnhiệt tụ vinh tụ máu ta mà dạ telecom network này anh bà telecom network hát chỉ bảo quan telephone để dùng prao prao sọc thế ngay telephone lướt tóc tù sạp cho lát ấy nâng có đói tù sạp xe khát mà ấy nâng có đói bọn với chú tù nâng tù được tua có cái hai tha chìa bọn telecom đá và chìa sẽ internet tèm đó internet và đang hai thả internet dưới ngay bà bán bán global và bà thịp riêng thiếp ẩm bì ca bà sai tạ tôn rồi viên một nút nâng một nụ nhưng mà ba mình nút tẹt tông cho mỗi nung nút giấy khnề pin nẹt giấy khnề mà nẹt nẹt này giấy nó nghe cất bình chun sầm lên được bọc quạt nó nghe đại dương hai thằng xịt nào nó nghe tam được dạ lùm ho về nay dương này giấy tới sầm lên dương tròn tới đó lùm ho một toa máu lùm ho nâng hai đại kia hai thằng transmission media nè đại ai bình chun sầm lên nó tất cả mình nút một nẹt tiệt bàn chút trong này propon telecom vinh với tầm nhạc tầm nông cho mũi khí giống mạch dương mình chung giống mạch cái thà ca bà sai tệ tông được nông propon telecom nẹ bình chung này ban bình chung signal tam rồi dạng sai rồi có wireless đại chia transmission media đại chia transmission media và dương man riêng rồi hỏi cả vì data communication dương miên prophet xài chỉ tràn nâng wireless tràn prophet đại chỉ prophet transmission media và chương chương prabra transmission media nâng ấy đảm bay bằng chun signal tầng ngon nâng pi cái lại mối thức căn cái lại mối tiệt bản và ok nít chia telecommunication network chưa telecommunication component vinh miễn sách là telecommunication component miễn signal miễn computer system nâng transmission media signal dùng score lại nhé cứ chia ca bấm line bị data nó phải đại miễn cá bình chun tam rồi dạ transmission media và rồi computer system cứ chia device xem xét và chia computer chia router ấy chẳng tới và example ໃນ ក្នុង ຮູບ ທິບ ນີ້ ຄື ຍັງ ປາປາສ ຄອມພິວເຕີ ດໍາໄປ ບັນຊູນ ແລະ ດໍາໄປ ຕໍຕູລ ບາ transmission medium ຄື ສໍານາຍ ຕໍ່ເລື ຂ្សែ ຫຼື ກໍ wireless ບາ ແລະ ຍັງ ອາດ ບັນຊູນ ເວ ອັນຈັ່ງ ບາ ຄມຽນ ຂ្សែ ຫຼື ກໍ wireless ແລະ ຍັງ ຄາຍ ຖ້າ ຄມຽນ ເຕເລ ຄມຽນ transmission media ຍັງ ມັນ ອາດ ບັນຊູນ ຕັນໄດ້ ບາ ເດ ບາ ຄມຽນ device nè rồi có computer dương có một ai tự bình chun nâng tự tuôn signal ba này chứ bà không miên signal miên ta computer system miên được sai ọt miên ai bình chun có ọt đồng hà cả này bà trong transmission media computer system nâng signal cứ chứ component đó sống khăn bằng phát robot telecommunication bà chứ component sống khăn nè robot telecommunications một tiết prophet transmission media robot communication network cái pra say khla cái ai pra copper cable cái ai pra copper cable say cái copper cable cứ chia prophet sai nè chia prophet sai mỗi đài miền pi sơ sài bà miền pi sơ sài cứ xâm lai tới lớp sài telephone trong tay một đồng bà
นี่จะรูปเพียบสายเทเลโฟนตามประกอบเพลิงมาจิ๋วจะหอน coaxial cable คือจีกสายได้ยังปราบราประปอนตัวตัวสายกาสับไงนี่ก็ไอปราจีอินเทอร์เน็ตบ้านได้จีลิงประเทศสำหรับเน็ตเวิร์กบ้านได้มุจะ fiber optic cable ยังไอปราบรา fiber optic cable บังการบ้านจี communication network มวยนี่จี fiber optic cable ไงfiber optic cableMicrowave, radio wave, ឬក៏ satellite បាទក៏ជាប្រភេទ transmission របស់ communication network ដែរណាមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតបាទតែក៏ណាលើកជាត្រួសត្រាសណាអំពីប្រភេទ network ដែលយើងហៅថា telecommunication network ហ្នឹងឯងបាទអូខេ slide បន្តទៀត benefit of computer networkនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ computer network តើមានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ computer network យើងមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាយើងអាច share data ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានអត់ចាំបាច់ប្រើ flash ទេអត់ចាំបាច់ប្រើ flash ដើម្បីអូខ្ញុំសូម print មួយមួយស្លឹកខ្ញុំសូម print មួយស្លឹកអញ្ចឹង copy flash ចេញពី computer របស់យើងយកទៅ download computer របស់គេឡើងធូរអញ្ចឹងហើយព្រោះយើងមាន network ហើយបាទយើងមាន network ហើយយើង share folder ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបើថាយើងអត់មានអត់បាន install printer នៅលើ computer យើងទេ printer ហ្នឹងមិនមែនជា printer network យើងក៏អាច share printer ឲ្យគ្នាប្រើបានដែរពេញមក office ហ្នឹងតែម្ដងដែលយើងហៅថា resource sharing ហ្នឹងអានេះ folder sharing ឯផ្សេងផ្សេងបាទមិនចាំបាច់ copy តាម flash ទៀត resource sharing មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ printer ម្នាក់មួយម្នាក់មួយប្រើ printer មួយ share ឲ្យគ្នាប្រើទាំងអស់ពេញមួយ network បាទនេះជាអត្ថប្រយោជន៍របស់ network បាទហើយយើងអាចប្រើប្រាស់វាជា centralized software management មួយគ្រប់គ្រងទៅលើ computer ទាំងអស់ computer មួយគ្រប់គ្រងទៅលើ computer ទាំងអស់ព្រោះបើដូចជា client server network ដែលយើងមើលខាងដើមមិញហ្នឹងបាទយើងមើលខាងដើមមិញហ្នឹងមួយទៀត communication ជាប្រសិនបើគ្មាន network យើងក៏មិនអាច communicate ជាមួយគ្នាបានយើងមិនអាច video call ជាមួយគ្នាបានយើងមិនអាច chat ជាមួយគ្នាបាននេះដោយសារមាន computer network យើងអាច chat ជាមួយគ្នាបានណាchat ជាមួយគ្នាបានទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកនេះអូខេបន្តមកទៀត data security and management ប្រសិនបើយើងកត់ឯកសារនៅក្នុងក្រដាសថ្ងៃណាមួយវានឹងពុកបាទវានឹងពុកផុយវានឹងរលុបអសរអញ្ចឹងយើងអាចរក្សាទិន្នន័យរបស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ network បាទនេះប្រព័ន្ធ network ហើយប្រព័ន្ធ network របស់យើងអាចមានfirewall system យើងអាចការពារ network របស់យើងបានបាទមិនឲ្យអ្នកណាលួចណាមិនឲ្យអ្នកណាលួចយើងអាច manage ទៅលើ file របស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតងាយស្រួលជាងដាក់នៅលើក្រដាស់បាទ fast មានន័យថាប្រសិនបើគ្មាន network ទេ process ការងាររបស់យើងអាចនឹងយឺតអីខ្លះបញ្ជូនឯកសារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ហៅប្រជុំសែនរបាយការណ៍ជួបប្រសិនបើយើងសែនតាម network បញ្ជូនព័ត៌មានស្ដីអំពីការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ network លឿនបានលឿនជាងបាទនេះជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ computer network បាទជួគុណវិបត្តិរបស់វាវិញគុណវិបត្តិរបស់វាយ៉ា expensive to installត្រូវការចំណាយលុយបាទប្រសិនបើយើងមិនចំណាយលុយអូយើងអត់មានប្រព័ន្ធ network ទេណាយើងអត់មានប្រព័ន្ធ network នេះ data security can be risk យើងខំការពារក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមាន risk មួយចំនួនមិនប្រកាសថាអូយើងខំការពារហើយត្រឹមត្រូវយើងខំការពារទិន្នន័យរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជួបប្រសិនបើអ្នក hack គេ hack ទៅណីគេបកកាយជាងយើង
dương có bắt bong tin lấy từ tạm nừng và if you have not protected properly và cho phát sinh và ca ca pi là bao dương sao gì cho tin lấy bao dương có tờ ban kia lùi wifi rồi bao dương có tờ ban kia lùi prà và những phát sinh mà dương duy pi wifi ta cần cái lùi prà hay cái ai cho lùi tin ở đây dương có tờ ban và cho những phát sinh mà dưới ông pi disadvantage rồi bao computer network ai đặt sai, bớt sân và dân bưng bẹ từ lược sai cho bậc ngày nào mới sai đặt cái đào các cái chẳng thứ, chọc và chọc chứng network bò dưỡng down và network bò dưỡng down ở thứ cả ấy bạn bớt sân và dân miền server mùi chi file server bớt sân và dân bưng bẹ từ lược file server vì pro một em net store ai cái xa là lược server tầng ót nè mình em nó store ai cái sàn lên server tụng ngon chốt một sân mà server nè việc down chọn đôi khi này ai access bạn virus infection đại dương tài là chốt bao nhiêu ha nè tăng vì dương chạy prai computer mà dương thọp là lứa virus virus computer nè vì infect là lứa computer là bao dương vì ai bắt po chỉ mui nè tân ở đây là bao dương vì ai bắt po chỉ mui Windows Office nâng cao nghe rồi bỏ dưỡng bà anh ít phần sân mà dưỡng cho lòng mê rốt chỗ công chứa rồi bỏ dưỡng bà ní chìa disadvantage rồi bỏ công chứa network bà phải bắt đầu về miền advantage và này bởi vì có miền disadvantage này bà. Ok slide trong cõi công chứa network devices and protocols vậy thì computer network bậc miền device tầng off nít đây dương có một ad miền network mà này hub switch router cứ chỉ ôp có gì nhập chuột computer tầng off device tầng off mình chụp nít đại prabrak sai mà prabrak sai real wireless device chuột device mình chụp nít ở bàn chì network mũi pra wireless satellite chuột link bật cho khi nhiên pi đồng bọn mũi tất cả đồng bọn mũi tiền chương bậc miền device tầng off ni tế dương mình ad miền computer network thì đấy hai ở vai đa sầm khan mũi tiền nó cứ protocols protocols bây giờ phía xa mũi đồ bọc computer network chương person ba device pi device a device b trong communicate cho mũi khi nhiên trong xe ai cả xa ai khi nhiên tôi vinh đó mèo trong access khi nhiên tôi vinh đó mèo trong tất cả para protocol đôi khi nhiên protocol cứ chỉ nhận sầm rộp sầm rúl rồi viên device pi rồi tràn ao tầm nhẹ tầm nón cho mũi khi nhiên bạn đấy cứ chỉ protocol trong bậc công chúa a para tcp công chúa b có tới para tcp đây computer A prapra IP version 4 computer B có prapra IP version 4 này đảm mấy ai computer tầng pi nâng miên tầm nhạc tầm nông cho mùi khả bàn chân dương nâng mơ nế tràn từ tiết ông pi protocol bà protocol miên tràn nè chân xâm rạp mê riêng tì mùi nơi thằng này ní dương mình chọc nơi bê này anh và dương nông hồn to tiết nơi mê riêng tì pi nơi bê lạc rồi và xung ọc con